Hôm nay 17 tháng 12, Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa do Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch và tỉnh Bắc Ninh đồng tổ chức đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Hội thảo được chủ trì bởi Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Cùng dự còn có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là sự kiện chính trị khoa học văn hóa rất quan trọng nhằm cụ thể, thực tiễn hóa và thể chế hóa việc triển khai nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, các nghị quyết của Trung ương và kết luận của Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Khai mạc Hội thảo Văn hóa năm 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự nỗ lực cố gắng của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Tuy nhiên, văn hóa vẫn chưa được các cấp, các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm đầy đủ tương xứng với kinh tế. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý văn hóa có lúc còn lúng túng, chậm trễ, nhất là trong việc thể chế hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về văn hóa. Đầu tư cho văn hóa chưa đúng mức, còn gian trải, hiệu quả chưa cao. Nhằm triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Quốc hội, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, đã chuẩn bị từ sớm, từ xa, nghiên cứu đề xuất tổ chức hội thảo về chủ đề Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa để nghiên cứu, khảo sát, tìm giải pháp nâng cao hiệu quả thể chế hóa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay. Hội thảo hôm nay sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển văn hóa, việc huy động bố trí nguồn lực cho bảo tồn và phát triển văn hóa, các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, trên cơ sở đó đề xuất kiến nghị, hoàn thiện thể chế chính sách và các giải pháp, đẩy mạnh việc huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho bảo tồn, phát triển văn hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, bản sắc dân tộc, phát huy giá trị văn hóa và con người Việt Nam. Phát biểu đề dẫn cho phiên thảo luận chuyên đề, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng chỉ rõ, văn hóa soi đường cho quốc dân đi, là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, nguồn lực nội sinh và động lực to lớn để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nhận thức đầy đủ về mối quan hệ biện chứng sâu sắc giữa văn hóa và phát triển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để chúng ta khơi dậy nguồn sức mạnh mềm lớn lao, hoán chuyển các tài nguyên văn hóa, các giá trị quốc gia, giá trị văn hóa, giá trị gia đình và sức mạnh của con người Việt Nam thành những giá trị phát triển, làm cho văn hóa không chỉ được đặt ngang hàng mà còn thẩm thấu sâu hơn, lan tỏa mạnh hơn, thật sự trở thành hồn cốt của các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội trong suốt quá trình phát triển. Thực tế, còn có tư duy lệch lạc cho rằng phát triển văn hóa cần nguồn lực đầu tư lớn nhưng đem lại hiệu quả kinh tế rất ít, mà chưa thấy rõ đây là đầu tư cho phát triển bền vững, dài hạn và tạo ra sức sống mới cho kinh tế, xã hội, sự trường tồn và phồn vinh của đất nước. Các chương trình kế hoạch cụ thể trong xây dựng các cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa con người và tổ chức thực hiện còn chưa sát hợp với thực tiễn, đang thay đổi rất nhanh. Đặc biệt, với cách tiếp cận mới về vai trò của văn hóa trong phát triển, các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực cho phát triển văn hóa vẫn chưa được kết nối đồng bộ với các chiến lược, kế hoạch và nguồn lực phát triển của các ngành, lĩnh vực khác và chưa đặt trong sự phát triển tổng thể hài hòa. Cần rà soát đánh giá kỹ lưỡng vai trò, hiệu quả, nội dung của các luật, các chính sách hiện hành để bổ sung điều chỉnh sửa đổi phù hợp với đời sống thực tiễn, tháo gỡ những điểm nghẽn đang cản trở lĩnh vực văn hóa phát triển. Đặc biệt chú trọng xác định rõ vai trò của các chủ thể trong lãnh đạo quản lý phát triển văn hóa và trong hoạt động văn hóa. Đảng lãnh đạo định hướng về tầm nhìn, tư duy chiến lược, ban hành các chủ trương đường lối quan trọng về phát triển văn hóa. Nhà nước xây dựng và hoàn thiện khung khổ pháp lý tạo môi trường phát triển, sử dụng các công cụ chính sách để điều tiết sự phát triển của các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm quyền sáng tạo và thụ hưởng văn hóa trong mọi tầng lớp nhân dân.
Tại hội thảo chuyên đề, các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận, chia sẻ các thông tin, các bài học kinh nghiệm, những mô hình hay, cách làm sáng tạo và nhiều giải pháp mới, đặc biệt là những giải pháp mang tính đột phá để tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách và xác định các nguồn lực cho phát triển văn hóa con người Việt Nam, đóng góp nhiều kiến nghị giải pháp cho việc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa đã được đề xuất trong kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, để văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam thật sự xứng tầm với vị thế, vai trò ngày càng to lớn, có ý nghĩa quyết định đối với sự thành công của tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Tham luận tại Hội thảo Văn hóa 2022, các nội dung về việc hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và một số định hướng hoàn thiện thể chế chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học đã nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự hội thảo. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục khẳng định vị trí vai trò quan trọng của văn hóa, con người đối với phát triển nhanh và bền vững đất nước trong điều kiện mới. Việc xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam được trình bày trong mối quan hệ thống nhất, biện chứng, tạo nền tảng động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững. Bên cạnh đó, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chỉ rõ, có hiện tượng phai nhạt lý tưởng, lối sống thực dụng, vị kỷ, vô cảm, sự vô trách nhiệm, thiếu kỷ luật trong lao động, hoạt động công vụ. Một số biểu hiện xu hướng lệch lạc trong sáng tác, trình diễn, cảm thụ văn học, nghệ thuật chưa được khắc phục. Để hoàn thiện thể chế, chính sách, phát huy nguồn lực xây dựng nền văn hóa Việt Nam, dân tộc, dân chủ, nhân văn và khoa học, cần tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt hơn trong cải cách và hoàn thiện thể chế văn hóa, trao quyền tự chủ nhiều hơn đối với các tổ chức cá nhân trong hoạt động văn hóa, phát huy toàn diện và đầy đủ các nguồn lực cùng tham gia phát triển văn hóa. Trong xây dựng nông thôn mới, việc giữ gìn phát huy các giá trị nông thôn giúp người làng quê trân quý những giá trị truyền thống và để nông thôn trở thành tài nguyên, phục vụ phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn cũng cần được chú trọng. Cùng với đó, nông thôn cần được xem là một miền di sản. Không chỉ là không gian sống hữu hình, nông thôn còn là không gian tâm thức, trong đó văn hóa tạo ra giá trị tâm thức. Những giá trị vô hình là nền tảng hướng tới các làng thông minh, làng hài hòa, làng hạnh phúc. Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc thiểu số chính là biện pháp nhằm khơi nguồn sức mạnh mềm của văn hóa dân tộc, tạo ra sức mạnh nội sinh, là nguồn lực và động lực to lớn cho phát triển kinh tế xã hội bền vững và hội nhập quốc tế. Một trong các nội dung quan trọng cũng được trao đổi trong sáng nay tại phiên chuyên đề của Hội thảo Văn hóa 2022 là phát triển nguồn nhân lực ngành văn hóa, nghệ thuật. Tại chương trình Hội thảo Văn hóa diễn ra sáng nay, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật và các chính sách phát triển công nghiệp văn hóa. Nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật là một bộ phận của nguồn nhân lực xã hội, là nguồn cung cấp sức lao động sáng tạo cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, do đó cũng phải đảm bảo những yêu cầu chung về kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm, năng lực và tính sáng tạo, đáp ứng nhu cầu sản xuất, sáng tạo, tiếp cận, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật của xã hội. Về thực trạng phát triển nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật, tính đến 30 tháng 6 năm 2021, tổng số nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể thao và du lịch cả nước là 889.950 người, trong đó lĩnh vực văn hóa nghệ thuật là 19.751 người. Nhân lực ngành văn hóa cũng là một trong các yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố sáng tạo. Công nghiệp văn hóa phải được đẻ ra từ một nền công nghiệp. Chúng ta đã có một nền công nghiệp chưa? Chưa có một nền công nghiệp hoàn chỉnh, mà chúng ta lại muốn có một cái nền công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, mà lại có gặt hái được nhiều từ công nghiệp văn hóa, là chúng ta đi tắt đón đầu nó chưa chuẩn. Trong chiều nay, phiên toàn thể của hội thảo sẽ tiếp tục trao đổi nhiều nội dung về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa. Tại thành phố Đà Lạt vừa diễn ra tour khám phá phố núi bằng xe buýt Mui Trần thương hiệu City Sightseeing Đà Lạt với hy vọng mang lại cho người dân và du khách có nhiều trải nghiệm đặc biệt. Xe buýt tham quan Mui Trần với thiết kế bố trí ghế ngồi trên cao giúp du khách ngắm nhìn cảnh quan phố núi. Đặc biệt, mỗi ghế có hệ thống thuyết minh đa ngôn ngữ với 7 thứ tiếng giúp cho du khách hiểu thêm về những điểm tham quan hay những câu chuyện văn hóa. Hiện đơn vị vận hành sẽ thí điểm trước 2 tuyến gồm tuyến City Tour Đà Lạt thành phố Ngàn Hoa với 7 điểm dừng. Từ nay đến hết năm 2022, loại vé một vòng tour là 150.000 đồng,
vé sử dụng trong 8 giờ là 200.000 đồng và vé về đêm là 130.000 đồng.